tiến lên nào anh bạn. Xin chào, chúng mình đến từ vùng đất luyện rồng và sẽ chính thức xuất hiện vào tháng 10 này trên HTV3 Dreams TV. Bên cạnh rất rất nhiều chương trình hay ơi là hay, thí dụ như là những thông điệp lạc quan tích cực đến từ gia đình heo Peppa, cùng chú mèo máy Doraemon du hành đến thế giới tương lai bằng những bảo bối cực kỳ lợi hại. Còn bây giờ, hãy cùng tụi mình bắt đầu những cuộc phiêu lưu ngoạn mục và kỳ thú trên hành trình chinh phục sinh vật huyền thoại mạnh mẽ bậc nhất trong vùng đất luyện rồng. Và còn rất nhiều chương trình thú vị khác. Xin chào Chadu, 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Con chịu khó chút nha, phải về lẹ để con kịp xem phim của mẹ nữa. Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống trong ngày mai trời lại nắng, hay vẻ đẹp say đắm lòng người của đại mỹ nhân. Ngoài ra còn có các chương trình đặc sắc lý thú được chọn lọc trong khung giờ giải trí đầy hấp dẫn. Tất cả chỉ có trên HTV3 Dreams TV.